Hai cái đứa này nghịch thế không biết. Em đâu phải em đâu, là My nó đẩy em đi chứ. Cái con người vong ân bội nghĩa này giúp cho lại còn đổ thừa như thế à? Nghịch quá rồi đấy nhá. Mà anh mình hôm nay sao chăm chỉ chạy bộ thế, cho nên là em cũng rủ Dương chạy bộ cùng. Anh ngờ lại ngã vào lòng anh thế thôi. Này, hai đứa rảnh rỗi quá ấy thì làm vài vòng đi cho nó khỏe người. Đừng bám theo anh nữa nhá. Em nhá. Ai thèm bám theo anh. Em không hề. Em chỉ... Này, cậu bảo tớ chạy bộ để đi theo anh Toàn còn gì. Giữ cho người ta tí liêm sỉ chứ nào. Thôi được rồi, làm gì thì làm đi, anh chạy tiếp đây. Làm người ta ngại chết đi được. Thôi đi cô nương ạ. Nhìn cái mặt lúc ngã vào lòng anh của tớ, sướng muốn chết đi được, lại còn bày đặt. Thì cũng thích. Thôi chạy. Alo. Cái gì cơ? Anh là anh Dương đâu? Anh đã làm gì cô ấy? Dương đâu? Cô gái á, bị thương cũng nghiêm trọng đấy, đưa đi bệnh viện rồi. Cái gì? Anh không phải cô ấy à? Đang ở viện nào đây? Đưa tôi đến đây. Anh ơi, không phải như thế đâu. Là anh, là tại anh. Đáng lẽ vừa rồi anh không nên đuổi Dương đi, để Dương đi theo cũng được cơ mà. Tất cả là do anh. Dương đang ở đâu? Anh Toàn, anh bình tĩnh một chút đi ạ. Anh à, tôi biết là anh đang rất buồn, nhưng cuộc sống vốn dĩ là vô thường như vậy đấy. Lúc nãy vết thương của cô ấy khá nghiêm trọng, tôi với cô gái này đã gọi xe cấp cứu đưa cô ấy vào bệnh viện Bạch Mai. Nhưng mà tôi nghĩ là anh nên vào, có thể là sẽ được nhìn mặt cô ấy lần cuối đấy. Chia buồn với anh. Dương, em hiện về với anh sớm như vậy à? Anh xin lỗi nhá. Lúc em còn sống, anh đã không đối xử tốt với em, thường xuyên chọc ghẹo em, lại còn bơ đi tình cảm em dành cho anh nữa. Thật sự là anh xin lỗi em nhiều lắm Dương ạ. Anh này bị làm sao nhỉ? Anh ta tưởng cô kia là hồn ma à? Anh Toàn, anh thôi đi được rồi đấy. Em bỏ ra. Có lẽ là em không thấy đâu, nhưng mà anh thấy, linh hồn của Dương đã hiện về với anh đấy. Em vừa lấy tay của linh hồn đập vào đầu anh đấy. Là... chuyện này là... Dương, là em sao? Ô thế hóa ra anh coi em là cái linh hồn à? Là con ma á? Thì vừa rồi anh nghe điện thoại, có người gọi cho anh bảo là bị tai nạn. Rồi anh chạy đến nơi thì ông này máu mày bay bét ra, rồi còn không thấy Dương đâu nữa. Anh mới... Thì tại vì nhá, lúc nãy là hai bọn em đi chạy bộ, xong rồi gặp một chị bị tai nạn giữa đường. Nhưng mà cái người đâm vào chị ấy bỏ chạy cơ. Bọn em thì hai đứa con gái, không mang theo điện thoại, đường thì vắng, nhưng mà cũng may là có anh này. Thế nên là ba bọn em đã cùng đưa chị vào viện. Còn Dương của anh thì vẫn an toàn đứng đây thôi. Tại thấy mọi người vất vả nên là em đi trước mua nước cho mọi người. À, thì ra là như vậy. Lúc nãy tôi tưởng anh là người nhà của người bị nạn, tôi mới nói thế. Thì ra là như vậy à? Lúc nãy có người quan tâm chết đi sống lại Dương nhà mình cơ. Anh lo chơi vì thế cơ à? Không, đấy chỉ là hiểu lầm thôi, làm gì có chuyện đấy. Em cảm ơn anh ạ. Nếu mà không có anh thì hai đứa con gái bọn em không biết làm như thế nào cả. Không có gì, đi đường gặp người bị nạn, giúp đỡ là chuyện đương nhiên. Mà lúc nãy cô gái này cũng làm rất tốt, con gái mà năng nổ. Tôi rất nể phục cô. Thôi được rồi, tạm biệt mọi người, tôi đi đây. Nhưng mà ba người làm tốt đấy, khả năng là tôi đi trước đây nhá.
cái lưng lên. Người ta đến bây giờ. Này nhá, cái hợp đồng này quan trọng lắm đấy. Không ký được á, về anh Toàn nó xích cả tao lẫn mày đấy. Thì khi nào người ta vào thì tao ngồi thẳng. Thật xin lỗi, đã để hai người chờ lâu rồi. Anh này này, anh còn nhớ bọn tôi không? Đương nhiên là nhớ rồi, không ngờ lại được gặp mọi người đây. Thế là chúng ta là đồng nghiệp. À không, vậy là chúng ta là đối tác. Hai người ngồi đi. Hôm qua chia tay vội quá, cũng chưa kịp hỏi thăm được gì. Tôi là My, đây là Dương, bạn thân của tôi ạ. Tôi là Đức, mà hôm qua hai người vất vả rồi. Ai cô gái mà cái hét sung thật đấy. Thế nên tôi mới chú ý đến. Mà kỹ thuật sơ cứu của cô cũng rất là tốt. Mấy cái kỹ thuật sơ cứu đấy không là gì với cả My đâu. Ngày xưa My còn học y khoa cơ mà. Biết khoe bạn quá ta. À đúng rồi, hay là hai cô cho tôi xin số điện thoại để liên lạc nhá. Có gì tôi xin chỉ giáo chứ. Đây, số tôi đây. Cái ông Đức thấy được phết nhở? Nói chuyện vui phết, nghe cũng được. Nghe kiểu như là nói chuyện hợp nhau ấy. Thích thật sự. Mày đã biết thích đấy. Hai cô nương có cái gì mà vui vẻ thế nhở? Anh Toàn, có một chuyện siêu trùng hợp, siêu bất ngờ luôn. Chuyện gì? Nói đi. À, cái người mà chúng ta gặp ở vụ tai nạn hôm trước ấy. Không ngờ, người đấy lại chính là đối tác hôm nay mà em gặp mặt đấy. Ô, thế cơ á? Thế là có duyên phết đấy chứ. Vậy thì hợp đồng hôm nay chắc là ký ngon lành đúng không? Hợp đồng là sao? Anh bảo hai chị em đi ký hợp đồng, vậy mà lúc đi vui vẻ, bây giờ lại hỏi anh câu này là sao? Chuyện này là do My. Sao lại là do My? Là tại Dương bảo là nói chuyện với người ta vui quá, hợp quá, cuốn quá, thế nên là không nhớ đến hợp đồng nữa. Cái gì? Nói chuyện với người ta thú vị lắm à? Chuyện này, nhưng mà... Alo? Là tôi đây. Anh Đức à? Ui, tôi cũng đang định đi tìm anh đây. Có phải là để quên bản hợp đồng đây rồi đúng không? Hợp đồng cũng quên rồi. Tôi quên mất đấy ạ. Nhưng mà tôi đã đọc qua bản hợp đồng của công ty bên cô, rất ổn và phù hợp với tiêu chí đầu tư của chúng tôi, nên đương nhiên tôi sẵn sàng để đặt bút ký hợp đồng này. Ui, thế thì tuyệt quá anh ạ. Nhất định là chúng ta sẽ có thêm một buổi để bàn bạc hợp tác sâu hơn ạ. Đương nhiên rồi. Dạ vâng, thế thôi ạ. Chào anh, cảm ơn anh ạ. Thấy chưa, em ký được hợp đồng rồi đấy nhá. Vâng, quý hóa quá. Lại chẳng quý hóa. Mày quá đi. À không, phải nói là năng lực của hai đứa mình đỉnh quá đi. Vâng, năng lực của hai cô thì quá là giỏi rồi. Thế bây giờ xong hợp đồng rồi thì phải ăn mừng chứ nhỉ. Được luôn. Đấy rồi, hai đứa chọn địa điểm rồi chọn bàn đi, rồi báo cho anh nhá. Bây giờ anh còn việc phải làm. Ok anh. Bây giờ anh còn việc phải làm. Thì anh cứ làm đi, báo cáo với bọn em là gì. Đây là văn phòng của anh. Thế hai đứa muốn anh làm việc ở đâu? Rút thôi. Rồi, nhập tiền thôi. Còn ăn, chưa đủ người. Còn ai nữa? Xin chào mọi người, tôi không làm phiền chứ? Còn cả anh Đức nữa anh ạ. Dù sao thì người ta cũng sắp hợp tác với công ty mình. Làm quen, tìm hiểu nhau cũng là điều đương nhiên đúng không? Anh thấy em gái của anh dạo này thông minh không? Cái con bé này. Không sao đâu. Mà thật không ngờ anh lại chính là đối tác của công ty chúng tôi. Đúng là trái đất này tròn thật. Tôi cũng khá là bất ngờ khi được gặp lại cô Dương và cô My đây. À, cả anh Toàn nữa. Cả Dương á, thằng nhãi này có vấn đề chắc luôn. Mà này, tôi nể phục cô thật đấy.
cái tài liệu quan trọng như vậy cũng để quên được. Nói đi, có phải cô đang dùng kế điệu hổ ở Ly Sơn để khiến tôi tò mò, rồi tôi mở số tài liệu ra xem đúng không? Đúng là cao nhân, bái phục. Thế mà anh Đức cũng nghĩ ra được, anh đúng là vui tính thật đấy. Thế mà cũng có người mở ra đọc, vậy là trúng kế rồi. Vâng, bản thân tôi tình nguyện trúng kế mà. Em gửi đồ ăn ạ. À? Không sao chứ? Tôi không sao, nhưng mà tay anh cũng mỏng rồi kìa. Tôi không sao, chỉ hơi nóng chút thôi. Cũng may là không đổ vào người cô Dương. Phải rồi, anh Toàn không sao chứ? Không sao, mọi người dùng bữa đi. Hay là em đưa tay đưa tôi lau cho. Cô Dương phải cẩn thận chứ, hợp đồng mà. Thôi, dùng bữa đi. À này, hôm nay cũng muộn rồi, hay là Dương ở lại đây ngủ với Mi luôn nhá. Tưởng chuyện gì, chuyện này á không cần nói, Dương cũng tự nguyện ở lại luôn. Này, giữ thể diện cho người ta tí đi. Còn tưởng là phải cẩn thận, thích nghe lời của tên nào đấy cơ. Nay anh lại còn quan tâm em thế cơ. Không, anh bảo là đi vào đi ngủ sớm đi. Vâng ạ, em biết rồi. Sao? Tình cảm gớm. Thôi, Dương thì vào ngủ nhưng mà My ở lại, em nói chuyện một tí. Này, ý anh là như vậy đấy. Thì vấn đề đấy. Cái gì đấy? Nói cái ấy, ai mà hiểu được ý anh? Thì ý anh là em nên... À, không phải là anh ích kỷ đâu. Nhưng mà em nên bảo Dương là không nên tiếp xúc gần với cả Đức. À, cả em nữa. Đừng tiếp xúc gần với cả Đức. Vì anh thấy là Đức tuy là đối tác của mình, nhưng mà anh cảm giác là có ý đồ gì với bọn em. Hóa ra là có người đang sợ bị cướp mất Dương đấy. Ai bảo? Anh dặn cả em mà. Này, ai mà thèm sợ cơ chứ. Đấy là anh lo cho em thôi. Thế cơ đấy. Ừ. Chứ đâu mà cái thân thiết quá với người ta, người lạ biết đâu một lần. Người ta tốt thế cơ mà. Mà này, anh có thấy là Đức cũng có ý gì đấy với Dương đúng không? Chuyện này... Hay là Đức thích Dương? Cái gì? Sao? Gì mà... Ghen lên thế? Anh mày thèm ghen á? Có khi là thích Dương thật, bởi vì cách đối xử với mình... Mà thôi, chuyện này là phải tìm hiểu đó. Thôi, em không nói chuyện với anh nữa. Em đi ngủ đây, anh đi ngủ ngon nhé. Con bé này, này! Tao cũng đang định bảo. Tao nói trước. Cùng nói. Được. 3, 2, 1. Đức thích mày. Đức thích mày cơ mà. Điên à. Đức thích mày tao nhìn rõ mà. Nhưng mà tao thấy cái cử chỉ hành động của Đức ấy, quan tâm vô cùng là thích mày luôn. Cái con này, Đức thích mày thì có đấy. Nhưng mày nói thế thì anh Toàn của tao biết làm sao? Anh Toàn của tao cơ đấy. Thì sớm muộn gì anh ấy phải là của tao. Tán từ nhỏ lớn đến giờ chẳng lẽ lại không thành công à? Nhưng mà anh Toàn ấy chỉ là giận cái gì đấy, hay là không thích Đức cho lắm hay sao ấy, hoặc là vì anh đang ghen mà, vì đang yêu mà. Con điên này chỉ nói giỏi là linh tinh, giỏi nói bậy thôi. Anh ấy vẫn còn lạnh lùng với tao lắm. Hoặc là chỉ coi tao như là em gái giống như mày thôi. Nhưng mà không phải đánh trống lảng đâu. Nghe lời tao, vô lấy tình yêu của đời mình đi. Thích mày. Thích mày. Cá đi. Cá thế nào? Bây giờ cá xem là anh Đức thích tao hay là thích mày. Nếu mà đứa nào thua ấy thì phải đáp ứng một nguyện vọng to lớn của đứa thắng. Chốt luôn. Chốt. Chị
xem người ta ấy sẽ ra đỡ cho mày hay là cho tao. Tình cảm nằm ở đây chứ đâu. Khi về còn làm trò thật đấy. Để tôi. À, nặng lắm đấy, để tôi cầm cho. Đi. Tài liệu cần phải kiểm tra đang nhiều quá, phiền mọi người rồi. Không sao, ăn cơm thế này cũng ngon mà. Đồ anh Toàn đặt, món nào cũng ngon. Lần sau mà khó mở cơm quá ấy, thì bảo anh mở cho. Không cần phải nhờ người ngoài đâu. Không sao, rồi cũng sẽ thân nhau thôi mà. À, ăn thế này phải uống cùng Coca mới ngon. Ngoài kia có máy vào nước tự động. Để em đi mua nhá. À, em đi cùng Dương. Này, không biết có chuyện gì mà sao mà anh Toàn căng ấy nhở? Căng hơn cả lúc mà bơ tớ ấy. Mà anh Đức cũng lạ lắm cơ. Hai người đấy biết làm sao ấy nhở? Cũng không biết nữa. Hay là vì anh Đức thích cậu. Con nhỏ này đang nghiêm túc mà. Nhưng mà có khi là anh Toàn cũng thích cậu nên là mới ghen đấy. Được thế, quá là gì chứ. Nhưng mà là anh Đức thích cậu. Anh Đức thích cậu, tôi nhất định sẽ thắng cược. Thích cậu. Giờ còn phải đặt rỗ chẳng ngại. Anh Đức này, tôi nghĩ là anh phải nên công tư phân minh một chút. Nếu như để việc tình cảm ảnh hưởng tới công việc thì không hay lắm đâu. Nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của chúng ta đấy. Chủ tịch Toàn này, đừng ích kỷ như vậy chứ. Anh sợ là tôi sẽ làm hư em gái anh à? Hay là sợ tôi cướp mất bạn Thanh Mai Trúc Mã của anh? Chuyện với Dương anh cũng biết à? Có gì mà tôi không biết chứ. Tôi thường hay nói chuyện phiếm với họ mà. Cô ấy kể. Cô ấy nhắn tin với Dương à? Thôi, căng thẳng làm gì? Ăn cơm đi. Vậy là ổn rồi đấy. Chúng ta có thể triển khai theo kế hoạch này. Vậy là được nhé. Như thế là được rồi đúng không ạ? Ừ. Đi thôi. Ok. Hai con người kia. Đấy, em nhìn xem, bạn thân của em đấy. Từ nhỏ tới lớn cứ lải nhải là thích anh. Bây giờ đi với người khác đấy. Một, hai, ba, yo. Uống đi. Uống đi để mà quên đi cái con người thù. Anh buồn là vì Dương thân thiết với Đức chứ gì. Ừ. Anh nghĩ là một mình anh buồn chắc. Đây, nói thế là sao đấy? Thôi, không có gì, uống đi. Chỉ có bia rượu mới làm chúng ta vui thôi. Chỉ có người nào đấy thích thôi. Mà cái Dương thích anh thì có. Anh cũng thích đâu. Uống đi. Yo. Này, uống nhanh đi. Ơ kìa. Anh ơi. Mình quên mất. Ông anh mình tiểu lượng uống một tí đã say rồi. Ờ. Sao mình bị ngu ngốc thế không biết. Lại đi uống rượu, uống bia với một cái người mà uống một tí đã thấy say. Đấy. Không. Đức, cậu dám giành Dương với tôi à? Tôi phải đấm chết cậu. Tôi nói cho cậu biết nhé. Dương là người yêu của tôi, là vợ tôi nuôi từ bé đấy, cậu biết không à? Đấy, đã
bảo rồi, lại bảo không ghen đi. Cái khoảnh khắc để trăm năm có một lần để quay lại mới được. Anh cũng biết đâu, anh cũng yêu mỗi Dương thôi, yêu nhất cuộc đời này. Mày phải bằng mọi cách kéo Dương về cho anh đi. Thôi, anh tôi, bây giờ em đi bắt Dương về cho anh nhá. Ừ, ok. Đau đầu thế nhở? Anh nhớ là mình uống cũng mỗi một tí mà. Có trộm. Này, này, dậy đi. Nhà có ai kia? Cái gì vậy em? Nhà có người vào kìa. Này My, đừng nói là sinh nhật cậu mà cậu cũng không nhớ đấy nhá. Hôm nay sinh nhật tớ à? Có người làm tớ buồn cho nên là tớ quên mất. Anh cũng thế đấy. Có người làm anh tổn thương, anh cũng chả nhớ. Thế lại có ai làm hai người tổn thương vậy? Thôi nào, My, chúc mừng sinh nhật. Thổi nến đi. Thế thì tôi ước nhá. Tôi ước là người tôi yêu thương cũng sẽ yêu thương lại tôi. Vậy không biết tôi có thể có cơ hội trở thành người cô thương được không? Thật ra ngay từ lần đầu gặp cô, tôi đã trúng tiếng sét ái tình từ một cô gái tốt bụng và mạnh mẽ. Hy vọng tôi cũng có chút gì đấy ấn tượng trong mắt của cô. Kìa, để người ta chờ thế à? Đồng ý đi. Nhưng mà lần cá cược này tôi thắng rồi nhá. Em cũng thích anh. Anh yêu em. Từ từ. Khoan. Sao đấy? Chẳng phải là mày muốn là có một thứ rất là quan trọng hay sao? Bây giờ nhá, tao sẽ cho mày xem cái thứ quan trọng đấy. Hóa ra thật không ngờ lại được thấy bộ dạng này của chủ tịch toàn. Con bé này, anh cho mày một trận bây giờ nào. Cẩn thận không là người yêu em đánh anh đấy. Thôi tỏ tình với người ta đi, nhanh nhẹn lên. Thì thực ra anh thích em từ ngày xưa rồi, chẳng qua anh cứ từ chối để tỏ ra ngầu ngầu một chút thôi. Nhưng mà khi thấy em đi bên người khác, anh cảm thấy thật sự sợ mất em. Vậy nên em có thể đồng ý làm người yêu của anh được không? Em đồng ý. Đấy là tao nuôi vợ từ bé đấy.